Ngày 13 tháng 4, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã tăng gấp 3 quy mô gói hỗ trợ ứng phó đại dịch Covid-19 lên tới 20 tỷ đô la Mỹ và phê duyệt các biện pháp tinh giản hoạt động nhằm cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và linh hoạt hơn gói hỗ trợ 20 tỷ đô la Mỹ, gồm khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại. Gói hỗ trợ ban đầu trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ được ADB công bố ngày 18 tháng 3 vừa qua, nay bổ sung 13,5 tỷ đô la Mỹ trong nguồn lực của ADB để giúp các quốc gia thành viên đang phát triển khắc phục về y tế và kinh tế vĩ mô, bao gồm việc thành lập một quỹ ứng phó với đại dịch Covid-19 trong khuôn khổ quỹ hỗ trợ chống khủng hoảng theo chu kỳ của ADB. Quỹ mới này sẽ cung cấp tới 13 tỷ đô la Mỹ để giúp chính phủ của các quốc gia thành viên đang phát triển thực hiện những chương trình chỉ tiêu khắc phục khủng hoảng theo chu kỳ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 với trọng tâm cụ thể dành cho người nghèo và người dễ tổn thương. Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại sẽ được tiếp tục triển khai nhanh chóng để cung cấp trang thiết bị phòng dịch cá nhân và vật tư y tế từ các nguồn mua sắm được mở rộng. Khoảng 2 tỷ đô la Mỹ từ gói hỗ trợ 20 tỷ đô la Mỹ sẽ được cung cấp cho khu vực tư nhân. Những khoản vay và bảo lãnh sẽ được cung cấp cho các định chế tài chính để kích thích thương mại và các chuỗi cung ứng Đánh giá gần đây nhất của ADB cho biết, tăng trưởng của khu vực được dự báo giảm từ 5,2% vào năm 2019 xuống còn 2,2% trong năm 2020.